Các bạn thân mến, hôm nay tôi có một bài học nhỏ dành cho bạn qua câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây. Có một chàng thanh niên nọ có một mục tiêu lớn trong cuộc đời, đó là anh ấy muốn đi tìm một vùng đất mới màu mỡ hơn để có thể trồng trọt, chăn nuôi, phát triển để nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình. Và trên cuộc hành trình đó, một thử thách đã đến với anh ta. Một ngày nọ, anh ấy không may rơi xuống một cái hố và đã làm cho anh ta bị thương. Vài ngày sau đó thì vết thương lở loét, đã thu hút bầy chim kền kền. Chúng xà xuống định mổ vào anh, nhưng khi thấy anh này còn nhúc nhích động đậy thì bầy chim bay lên và lượn lờ quanh anh ta. Không bao lâu thì xuất hiện những bãi phân chim, và đêm đến thì anh ta cảm thấy ấm áp hơn, mặc dù mùi hôi thối của phân chim tỏa ra xung quanh, nhưng anh ấy vẫn chấp nhận ở trong vùng thoải mái. Và thời gian cứ trôi đi, sau đó anh ta ngập chìm trong đống phân chim. Xin cho hỏi, có bao nhiêu bạn ở ngoài kia đang có hoàn cảnh giống như anh bạn trong câu chuyện này? Nó cũng giống như việc bạn không dám từ bỏ những công việc bạn không thích làm, nhưng nó đảm bảo cho bạn một mức lương ổn định. Cũng giống như việc bạn khó có thể từ bỏ những thói quen ăn uống mà nó không tốt cho sức khỏe, hoặc cũng như việc bạn muốn giảm cân nhưng bạn lại lười vận động. Bao nhiêu bạn sẽ thấy hối tiếc khi mọi việc không thể cứu vãn? Hãy nhớ rằng chưa từng có ai chết vì không thoải mái, nhưng sống trong danh nghĩa của sự thoải mái đã giết chết nhiều ý tưởng, nhiều cơ hội, nhiều hành động mới và nhiều sự phát triển hơn. Nếu mục đích sống của bạn là chỉ muốn thoải mái thì tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ thành công. Điều cần làm ở đây là bạn hãy bứt phá ra khỏi vùng an toàn, tiến về phía trước để đón nhận những điều mới mẻ, để giúp bạn gặt hái những thành công trong tương lai bạn nhé.